Giới thiệu cho anh biết họ tên của mình rồi mình nhiêu tuổi được không? Con 19 nãy con nói nãy nói đó nãy nói quá trời. Thì giờ anh hỏi thì con nói vậy. Tên gì là cái gì Ngọc Sen nè, nói cho anh nghe. Ngọc Sen, có nghĩa là Nguyễn Thị Ngọc Sen. Rồi rồi tên kia, tên Thầy Xanh. Thanh thì Nguyễn Thị Kim Ly, chứ có gì đâu. Nguyễn Thị Kim Ly. Nói ngay. Nói đây nhìn quá đẹp luôn, nhìn qua ngoài không thành thử ra là chưa có ăn ảnh lắm đó nghe. Hay mình năm nay mình bao nhiêu tuổi? Năm 19 rồi mẹ. Rồi năm 19 rồi. Ừ, nay em có mụn. Sao có mụn ở đâu? Nghe hả? Nói đàng hoàng đó con. Em Sang ơi, là tóc của mình ở hai bên hai cái nơ hai bên giống như là này đen đúng không? Đúng không? Là tính mình tính đẹp như vậy đó hả? Sao mình tính đẹp giống như ở trong hình này hay sao? Nói cho anh nghe. Mình muốn đẹp như hình nào? Hình đó hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình gông gũi, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để tìm về hoàn cảnh của bé Ly. Cô gái được khoảng 20 tuổi nhưng mà chiều cao của em thì rất là thấp. Theo một số báo chí thì gọi là cô gái thấp nhất miền Tây. Và hôm nay thì để tìm hiểu về hoàn cảnh bé Ly cũng như là bé Ly như thế nào, xin mời cô bác theo chân của Bùi Hồ ha. Dạ chào bà Chính. Bà Chính thì hiện nay là bà đang ở với em hả? Bà năm nay bao nhiêu bà Chính? Bà 74 tuổi. Rồi em bây giờ ở với bà, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 19 rồi đó. 19 tuổi hả bà Chính? Vậy là em sinh năm 2001. 02. Dạ. Em trước giờ ba mẹ em làm nghề gì hả bà Chính? Cha mẹ nó hồi trước thì cũng làm mướn rồi đó con ơi. Rồi nó nhau rồi nó đi, mà nay nó có gia đình hết rồi. Em là tên gì bà Chính? Em Ly. Em Ly hả? Ừ. Em kia hình như là em có hai tên. Tên Ngọc Sang. Ngọc Sang là thầy Ly thầy đặt đó. Ngọc Sang là thầy đặt. Rồi nhà ba mẹ của Ly là có mấy người con bà Chính? Được hai đứa con. Dạ. Hai chị em nhỏ này chị nè. Nhỏ kia em nay em 17 tuổi rồi, đưa trong mã trà cho. Em Ly là 17 tuổi hả? Dạ đi con. Nói lớn cho cậu nghe đi. Thôi lớn đây thăm Ly thôi mà. Hả? Cái gì? Cái mã trà cho, nói lên cho anh quay đi con. Ba mẹ của em Ly bây giờ đang làm gì bà Chính? Cha nó thì đi cũng đi làm, nó mua bán gì đâu, nó đi cũng lâu rồi con, nó đi mất rồi. Cha hay bà Chính? Còn mẹ thì ở trên có chồng về Chính An, cũng lâu lâu mẹ có gì mà mẹ cũng làm mướn vậy đó. Dạ, em có Ly là hiện bây giờ là ở với bà nội. Bao nhiêu tuổi hả bà Chính? 17 rồi. Là em có Ly là lớn? Lớn lắm, nó lớn bình thường lắm. Dạ. Nó đổ mà ăn gái rồi. Dạ. Có thường về với lại chị của mình không? Em có Ly á. Có mẹ nó về thì trước có gì còn mấy mẹ đi lên thăm chứ còn ông nội bà nội không có cho đi mình. Em Ly ơi, có thường có nhớ ba mẹ dữ không? Mẹ con nói nó nhớ con mẹ về thăm hoài. Ba mẹ của em Ly là lớn con không bà Chính? Cũng cha nó bảy chục ký ạ. 70 kg. Mẹ cũng 30-40 gì à. Mẹ cũng lớn con hay bà Chính? Cũng lớn. Mà mẹ nó lùn, cha nó cũng lùn. Mẹ cao cỡ con à. Dạ. Dạ. Mọi hàng ngày sinh hoạt của em Ly là bình thường hết không bà Chính? Cũng bình thường con ơi. Em cũng ấy lắm con ơi. Nó lớn hơn cũng bị nó kẹt rồi. Nó đổ mãn gái rồi. Giờ nó không có lớn nữa con ơi. Bác sĩ nó giờ tới già lớn một chút nữa rồi. Bà đi đại học đi dược.
Em thì sức khỏe bác sĩ nói thì em thì chịu. Em nó bị tim con ơi, mới bảm đi quấn cái khăn này lên trên cái cổ, bác sĩ nó sống chết mình khám. Bà cũng lại với bác sĩ khám đi, tội nghiệp quá em, nó nhỏ mà nó cứng cổ quá bác sĩ rồi. Nói vậy rồi bác sĩ cũng khám. Bà đi liên tiếp luôn á, đi hồi em nó vòng nửa mà cho tới nó lớn sau này bác sĩ nói em nó bình phục rồi, thôi bà khỏi đi nữa. Dạ. Rồi các bạn không biết sao rồi sao em nó bệnh rồi bà cũng đi bác sĩ hoài của anh. Dạ. Đi lên thành phố đi cũng cách cũng nghỉ lắm, đi dài 3 tháng em nó cũng bệnh rồi bà không đi. Rồi lên không có đại học thì dựa xuống tới đây rồi, rồi chụp hình rồi. Em rồi bác sĩ lấy máu nghiệm máu rồi lấy không được rồi bà mới ẩm em tưởng bác sĩ kêu cái cầu đi xuống đây đó. Của bà không lên trển người lên bác sĩ lấy máu rồi sao nó không cho bà biết, nó để ngày sau không cho bà biết là sao bà lo quá không biết làm sao bà lấy ít ngày ấy bà ẩm em lên đại học y dược hỏi bác sĩ là sao. Về sinh lý thì em phát triển như một người con gái trưởng thành bình thường. Dạ nhưng mà chỉ có về cái ngoại hình của em thì nó như vậy. Lúc mà mình mới sinh em ra là em được bao nhiêu? 800 gram thôi, nó nằm cái chỗ hỏi mà bác sĩ hỏi cô mụ y tá để đâu cũng mấy tiếng hồ cái chỗ hỏi mở mắt ra. Cái bác sĩ bà nói không sao đâu thôi bà ơi kệ nó, mình cũng con người, em nó cũng con người, để con kêu gọi lên Vĩnh Long xuống chở bà với em lên tới giờ bây giờ cái rồi bà cái bà chịu cũng 2 tháng trời nằm phòng mà cái lòng kiếm đó con. Cha nó nghe cha mẹ nó cũng nuôi trời. Lúc mà khoảng 3-4 tuổi thì em có lớn không mà Trinh? Thì 3 tuổi bắt đầu mới biết đi rồi biết nói đó. Cái hồi đó nó nhỏ xíu rồi con ơi. Dạ. Sinh ra thấy tội lắm, chút xíu rồi. Rồi hằng ngày cái việc mà ăn uống của em bình thường không? Không ăn cá hả? Tép rồi ăn được chút đỉnh nào chứ cũng không ăn nữa. Ngày em ăn được chén cơm không bà Chính? Trời em ăn tệ lắm, ăn có mấy muỗng. Sáng giờ bà quậy sữa rồi cho uống. Ăn ít quá. Và cái nhận thức của em Ly là bình thường như một người bình thường mà đó. Hiểu hết rồi. Dạ. Sinh hoạt cá nhân của em sang này bà Chính làm thay hay em tự làm? Ăn cơm mà phải đút nữa đó. Kêu con tập mút lên cái tay con vắng con làm không được. Chị... rồi con coi ngồi giống đưa suốt vậy đó. Có ngày em ngồi trên giống như thôi. Ngồi giống không con hồi đó nó còn đi đồ này kia rồi lớn ngày lớn không đi đâu. Không kêu bỏ ổng chị đi kì cho con. Kì cho con hả? Em sang có thường đi chơi ở xóm đi với bà ngoại không? Đây là dì Tư nó em nó cũng đi với con coi. Ở ẩm cũng chết. Ở đây mát đúng không? Ừ, xuống dì Ba cũng không đi. Dạ xuống thì có dụng ba nữa. Đi chơi bỏ ổng gây lộn á. Ai gây lộn, ngoại gây lộn hay gì em sang? Em sang bữa nay đeo nhiều vàng quá, nhiều lắc đồ quá. Cái này ai tặng cho em sang đây? Này cha tặng hả? Còn cái này? Có mẹ nuôi luôn. Còn bây giờ mẹ ruột của em sang thì đang ở đâu rồi? Đang là đi làm gì? Ở sao em sang lâu lâu lại bóp cái tay mình vậy? Mỏi lắm hả? Mỏi, đau chỗ này, đau xương yếu, chân nhỏ. Bác sĩ chẩn đoán bây giờ em sao? Chị không nói
khám, bà nói em nó bệnh này kia. Hôm đó nó mắc nghẹn con ơi, mắc nghẹn kêu mình khỏi ăn uống nhiều cái đó. Em ăn nhiều quá bị mắc nghẹn hay sao chính? Ít dược cũng vậy con ơi. Ăn ít ô dữ lắm. Bà đi Hòa Hảo, rồi cái Hòa Hảo đâu ít lần, ít tháng rồi cái Hòa Hảo chuyển qua giới thiệu qua bên Chợ Rẫy. Đi qua Chợ Rẫy thì bác sĩ không có sao. Em có ăn thịt được không bà chính? Không, em ăn cũng ít, ăn được mà ăn ít không con. Đồ của em mặc là mình tự mua hết hả? Tự mang. Người ta cho, bà đi chợ đi chùa là cái anh ta mua người ta cho đồ Phật tử giờ biết bao nhiêu con ơi. Dạ. Yeah. Bà chính cái việc em vậy thì em có đi học à, quên nữa. Em cho anh hỏi với ha, cho hỏi với em đi mà làm quen đi, tại vì anh ở trên Đồng Tháp xuống mà. Được không? À. Ôi đừng giận em mà. Đừng giận anh mà. Em có đi học không? Lúc trước là em có đi học không? Hồi đó học mẫu giáo. Hồi đó học mẫu giáo. Người em không có học lớp 1 luôn hả? Em Sang có thường nghe ở trên TV đồ người ta hát nhạc, em Sang có thường thuộc không? Nhạc người lớn không mà. Ừ, thì nhạc người lớn bây giờ thì tại vì mình người lớn nên mình thuộc mấy bản nhạc người lớn rồi vậy đó. Hả? Em nói gì? Chán, có lúc nó nghe hay ha. Rồi có lúc chịu không nổi. Có thường nghe. Em có thường nghe kinh Phật không? Ngoại nghe không hả? Đi chùa theo ngoại ha em Sang. Ngoại dẫn đi đâu mình đi theo đó. Chứ đâu biết đi đâu đâu. Không biết chữ sợ mình đi lạc thôi. Đúng không? Hiện bây giờ em cân nặng là bao nhiêu ha? Ha chứ. Có 9 ra tầm gram tầm lâu biết như được con ơi, mấy năm mà cũng có 9 có khi lên được ít gram có khi sụt trở lại. Khoảng con ha. Ừ. Hiện giờ em có 900 gram hả? Cao bao nhiêu chứ? Cao ngang cái đầu gối của chính không? Hả? Cao em cao ngang đầu gối chính không? Là con đứng đây cho coi cái này. Rồi con nói nó có đụng cái này con tính rồi. Tao vô mà chính có thể đứng lên cho con coi có em cao ngang đầu gối chính không? Chính cái chân nó hơi khó khăn hả chính? Cái giường nó đeo quá. Của ba anh chị thấy nè. Còn nhập em nè. Ồ vậy là trên đầu gối của chính đấy. Thấy không? Thấy con đứng ngay chỗ mà. Đi con ăn bồ tát mà. Cái đó là lúc mình đi chùa. Lúc đó em có bự rồi. Lúc đó mười mấy tuổi rồi đó. Dạ. Mà con hết cái đầu trong đây. Thì sao bây giờ mình để tóc dài vậy nè, em có cảm thấy nực không? Rồi, không cho hết, giống như là em. Có cho để bây giờ thích để tóc dài hay sao? Để thôi, tóc ngắn nó kỳ quá. Tóc ngắn kỳ hả? Rồi bây giờ mình để em để tóc dài lâu chưa? Lâu hả? Để lúc con nhỏ 3 tuổi đến giờ. 3 tuổi đó giờ 3 tuổi mà mình còn nhớ luôn. Thì 3 tuổi thì mình vẫn còn nhớ luôn là mình quá hay rồi. Hàng ngày em ăn cơm ngày mấy lần? Em có ăn cá được không? Hả? Em ăn thịt được không? Anh tưởng đâu là em ăn chay không chứ? Chay đi chưa ăn cơm ngon lắm. Dạ đúng rồi. Hằng ngày thì cái việc mà ăn ngủ của em là em ăn ngủ đúng giờ không chính? Tối rồi cũng khi
khi giảng thì để tình hình nó biết ngủ con. Vậy cháu bị nó em nó thức mà nó cũng không chịu. Là khoảng 7 8 giờ là em ngủ. 8 giờ em ngủ rồi, khoảng mấy giờ em thức? 9 giờ. Dạ. Cái việc mà ba mẹ đi sau khi mà ba mẹ của em ly dị á, rồi ba có thường cấp dưỡng cho em không? Không con ơi, trời đi rồi hồi nó còn mà đi chợ chồng sống chung và nó ở với bà cũng đi kiếm tiền mà cháu sống chứ nó cũng không có cho. Ô bà cho lại nó. Bây giờ là cái công việc mà nuôi em sang đó là bà chính. Ừ thì bà nấu bà. Rồi, bà đang ở nhà này với ai bà chính? Bà đi ở với thằng nãy bưng nước cho con. Dạ, cái đó là con của bà. Con trai thứ năm. Bà tổng cộng là bao nhiêu người con? 7 người con. Là cái chị mà mẹ của em sang là thứ mấy? Út. Tư Út hả? Ừ. Là nguyên gia đình mình chỉ có mình em sang là vậy thôi, còn các anh chị. Dạ. Năm sách gì đó. Các người kia thì bình thường hết rồi chứ. Đứa nào nó lo cuộc sống cháu, lúc mà mình bệnh, lúc mà mang thai đó mà chính khám bác sĩ có nói gì không? Có, nó bị ra huyết tiết. Bác sĩ nói em bé dưỡng bố mẹ thôi. Rồi sau từ có 7 tháng 2 ngày mà nó sinh. Bên kia một cặp, cậu ba với một cặp. Báo một cặp. Cái đầu không có sợi tóc nào. Bả chỉ ở một cặp. Ừ. Sao em nói? Em nói là sao? Cái gì? Nói vụ song thai. Quen bà nghĩ à? À bà kia à. Má này. Một cặp. Ừ. À, không giảm rồi phải không? Dạ. Cái kia ra một cặp chứ chị cậu. Ừ. Còn cậu kia một cặp nhỏ. Ừ. Dạ hai cặp. Ừ. Em con mén thôi là bốn cặp đó. À, ở đây là để sanh đôi hả? Nói trong bộ phim là hôm phim bà kia đó rồi. Em cưới. Rồi, mà không có nhảy qua nhảy lại ca phụ chết không có gì ăn cổ ăn gì nè còn không ăn gì nha muốn gì gì á à vậy là em là xem cái bộ phim anh ba khía đúng không? Câu phim chết chết không chết sao tao thằng đó ở tù ai muốn nhờ ngẫu kia kìa sao ở tù ai vừa nhậu mới tiền nhậu có một cái bóp lấy cây đánh. Cái cậu bạn nói là 20%. Rồi cái ở tù luôn. Rồi hết phim luôn. Hết phim luôn hả? À. Em ngày nào cũng coi hay sao? Nào bây giờ ngần đi cho nó lên hình, cho nó đẹp gái lên. Bây giờ em có anh em mình quen biết nhau đó, mình cũng giống như là người ở trong nhà vậy đi, coi giống như ngoại chính đi. Bây giờ có thể giới thiệu cho anh biết họ tên của mình, rồi mình nhiêu tuổi được không? Con 19 nãy con nói. Nãy nói đó, nãy nói quá trời. Thì giờ anh hỏi rồi con nói vậy. Tên gì là cái gì Ngọc Sang nè, nói cho anh nghe. Ngọc Sang, có nghĩa là Nguyễn Thị Ngọc Sang. Rồi tên kia, tên Thầy Sanh. Thanh thì Nguyễn Thị Kim Ly, chứ có gì đâu. Nguyễn Thị Kim Ly. Nói đây nhìn quá đẹp luôn, nhìn qua ngoại không thành thử ra là chưa có ăn ảnh lắm đó nghe. Hay mình năm nay mình bao nhiêu tuổi? 19 rồi mẹ. Rồi 19 rồi. Có thường đi chơi với lại những bạn có thường lại đây, em có thường chơi với mấy bạn không? Tuổi này nó có bạn hết rồi đó con. Mấy bạn. Ba đứa. Bằng tuổi là 19, mấy bạn lớn hết, mấy bạn không cho chơi hả? Không phải là trong ruột con đâu phải ba đâu á. Hả? Trong lớp con là mua dưới thằng mà. Trong nhóm của em ấy hả? Ừ. Trong cái xóm này hả? Con Hồng Nhung với con... Hồng Nhung á là lớp 2. Không có, nói bằng tuổi con đó. Thì bằng tuổi thì mẹ lớn hơn con, nhưng mà... Tuổi con hơn thì nói vậy á, cho anh hiểu. Còn tuổi thì nó bằng con đó. Thì nó bằng mà hơn bằng chút à. À rồi hồi đó mấy bạn học chung, bây giờ mấy bạn có đi chơi với em không? Học chung lớp á. Đi hết rồi. Bạn kia thì qua nước ngoài học rồi. Ồ dữ à, có bạn đi ra nước ngoài luôn. Tại vì bạn là con nhà giàu. Bạn con nhà giàu? Giàu không à. Nhà mình cũng giàu vậy. Giàu không? Cái này mới chắc rồi chứ bữa ổng sập rồi. Hả? Vô hoặc
cái vườn này là của em Sang hay sao? Làm mạnh quá là kêu hả? Ừ, này bà nói. Rồi em ngủ với ngoại hay sao? Đi đâu là? Đi đâu là em Sang ơi, đi đâu là mình cũng đi theo ngoại hay sao? Đi ra ngoài. Em của mình là tên gì nè? Em gái của mình nó tên gì? Nguyễn Thị Khánh Nhi. Nguyễn Thị Khánh Nhi, em gái mình bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Ủa em 18, 17 rồi con. Có thường về với em không? Không, bà không cho về đây hả? Rồi em Sang có nhớ em gái của mình nhiều lắm không? Hai chị em có thường gặp nhà mặt có nhau mình? Gặp mà cả năm mới có gặp nhà. Rồi em Tết nó rồi gì chơi mà được rước rồi đưa gấp rồi đâu có ai Tết mà. Rồi em Khánh Nhi. Ừ, đúng rồi, thì mày em lớn thì tự về. Mà nó có chịu về đâu. Rồi có buồn em của mình dữ không? Không hả? Nữa rồi, ngoại già con chơi, em ở với em nha. Nha. Nếu như mà ngoại già trăm tuổi thì em Sang sẽ ở với ai? Ồ, thấy em Sang nè, 19 tuổi rồi nên thành nữ ra là mình có sơn móng chân nữa nè, ăn Tết nè đúng không? Hả? Qua đi về cái bé. Đâu đâu đâu, để lên đây cho anh coi, cho anh coi coi. Để bàn chân lên đây coi. Ra ngoài ai chịu nổi, ra ngoài đông lắm. Đâu có, qua Tết rồi ai đâu. Nè, móng chân này sơn màu có kim tiếng nữa nè. Thấy không? Này kêu ta sơn hay là sao? Sơn cho vui chơi, cho mình làm đẹp mà. Biết làm đẹp rồi, để tóc dài rồi sơn móng chân. Ủa sao móng chân này không cắt? Dài quá, chưa cắt được. Chưa cắt được hả? Dài hết trơn. Em, cái việc em đi đứng đây ra sao đi dễ dàng không? Hả? Em đi đứng ra đây ra sao đi dễ dàng không? Một ngày đi ra vô gần 2 lần vậy thôi. Sáng là đi ra xúc miệng rồi cái rồi chiều cái là tôi có bà ẩm đi dẫn đi tắm rồi cái là hai lần đó, cái rồi chiều đi tối đi vệ sinh đó, rồi ngủ không có nhiều. Dạ. Đi ít quá mấy lần rồi nhận cho nó đi nhiều. Dạ. Qua con nhớ kỹ không, con đâu có để trong này, con gửi trong giỏ này. Giỏ ngoài lấy ra cho con rồi. Ồ. Rồi sao nó ăn cắp hay gì rồi? À, em thì biết hết luôn mà, em thì rất là như một người trưởng thành bình thường. Ừ. Cũng rất là thông minh luôn. Rồi nè, con coi này tới thành phố gỡ gì cho. Dạ. Yeah. Ồ, làm đẹp hay hả? À, em đang làm đẹp hay vậy? Xôi gương kìa. Ừ, nay em con có mụn. Sao? Có mụn ở đâu? Dạ. Yeah, hả? Rồi cái đó là cái bóp dụng cụ mình làm đẹp hay gì em? Người ta sắm người ta cho son phấn rồi này kia. Đi tới đâu người ta cho tới đó dữ lắm không à. Làm mấy cái đó làm không à. Rồi vậy là cây son con mất rồi. Mình có cây son luôn. Cây son mà đủ hết ta. Thảo nó có ăn cắp của con không? Dám lấy rồi. Coi kỹ lên coi. Không có à. Ừ, rồi em tự tha luôn hả? Ở cái cách đó mình làm đẹp làm sao? Em làm sao? Có ai chỉ em không hay là em tự làm được? Hả? Tự biết làm luôn. Quá giỏi ta. Cái này là đi đâu là mình cũng đem theo hả em? Cho con coi nè. Đây là cái tác phẩm của em đây hả? Em vẽ
biết bao nhiêu rồi, lấy cái này rồi đem đi đặng vẽ nè. Ôi ôi, có quà tay dữ hả? Con coi nè, vẽ ngôi nhà này nữa nè. Ủa cái này giống em Sang quá phải không? Tại sao ở đây mình người cá? Đàn tiên cá. Con coi bên đây nè. Này là tự em tô luôn hả? Tô luôn, vẽ luôn, kế luôn. Trời ơi, biết bao nhiêu cách nè. Đẹp quá trời. Ô cái này là ai đây em Sang? Nàng tiên cá, sao mình tưởng tượng đến nàng tiên cá không vậy? Tưởng tượng vậy á. Rồi tự vẽ vậy đó. Em Sang là thích cuộc tóc giống như là, em Sang ơi, là tóc của mình ở hai bên, hai cái nơ hai bên giống như là này đen đúng không? Đúng không? Là tính mình tính đẹp như vậy đó hả? Sao mình tính đẹp giống như ở trong hình này hay sao? Nói cho anh nghe. Mình muốn đẹp như hình nào? Hình đó hả? Ủa sao mà mình không có cái kẹp bằng bông này? Có rồi, bỏ mất. Có không? Có mà nó kêu rồi. Rồi cái này là sao? Hình này là sao? Này mình tưởng tượng ra mình vẽ hay là mình vẽ ai đây? Hả? À, ba cột vậy ha. Cô bác anh chị, xem những cái hình mà tự tay em Sang vẽ thì biết thứ nhất là cái năng khiếu của em vẽ, và cái em có một ước muốn giống như làm đẹp ha con. Chính. Ồ. Cái bức tranh này em Sang vẽ lâu không? Ngày nào cũng vẽ. Em Sang ơi, một bức tranh gì vẽ một ngày không? Có vẽ một chút thôi. Một chút hả Chính? Ôi, cái này nữa nè, mặc áo này nữa nè, là tự mình nghĩ ra mình gặp hay là tự mình nghĩ ra? Hả? Cái áo con cũng có chồng nè. Áo của em cũng có vậy luôn hả? Mà bự quá mà không được. Bự quá mà không được. Cho anh ta mua thì cho anh ta gửi gì. Để con đến con bạn. Xem những hình ảnh này thì mới thấy được cái em có khi nào mình cột tóc giống vậy không? Ôi ôi, cái này là tóc này là lúc trước của mình đi phải không? Nè. Cắt cho phải không? Rồi bây giờ em nói lời chào khán giả đi. Nói lời chào khán giả đi cho. Nói cho anh quay chút tí đi. Cái thiệp địa chỉ. Tất cả em Sang, cô bác anh chị. Em Sang là một cô gái nên em tất cả có đồ dụng cụ làm đẹp, kể cả son nè, rồi đồ son, đồ cột tóc, đủ thứ hết. Lấy tiền ra rồi bỏ vô đây. Dạ. Em Sang có muốn nói lời gì với lại cô, với lại khán giả không? Nói đi. Bye bye đi. Bye bye, kết thúc. Ôi tay nó, con chào khán giả. Con chào khán giả đi. Rồi cô bác anh chị, đây là hoàn cảnh của em Sang. Em năm nay đã 19 tuổi và sống với bà ngoại của mình. Thì cô bác anh chị có quan tâm thì hãy đến cái xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ tìm hiểu đến hoàn cảnh của em và giúp đỡ đến em. Dạ xin cảm ơn cô bác. Dạ bà Chính ơi, con hôm nay con đến thăm bà, con cảm ơn bà rất là nhiều. Thì con chỉ có một thứ chưa biết gửi cho bà. Rồi con cảm ơn bà. Rồi, hôm nay con biết cái hoàn cảnh của em Sang, con đến đây để mà con quay, để con cho mọi người thấy được đồng cảm với hoàn cảnh của em, thì đến đây ủng hộ, đến đây để mà chia sẻ với lại bà Chính. Dạ con chúc bà Chính sức khỏe dồi dào để luôn sát cánh cùng với em Sang. Dạ, cũng cảm ơn con. Bà cũng lấy gì đền đáp con, có tấm lòng cô bác ở xa ở gần thương thì giúp đỡ cho bà, nuôi cháu với bà già rồi bà cũng nay sống nay chết mai nay sống mai không biết đâu rồi con ơi. Ngày biết cô quá tệ, nhà già yếu rồi con ơi. Dạ thôi vậy con chào bà Chính ha. Dạ. Chào.